xin chào mọi người, mình là Hòa Ivy đây. Bữa nay mình quay cho mọi người coi cảnh ở bên Mỹ nha. Đây, cái này là gà. Gà của nhà mình nè. Đó. Thấy mấy con gà đó không? Cái con nó dữ lắm nha. À, cái gà, con gà trống nó dữ lắm. Mình không dám vô chuồng nữa. Vô chuồng gà nó sẽ mổ mình dễ sợ lắm luôn á không? Cái này trong chuồng gà nhà mình nè. Mày đi đâu con? Ở đây đây. Có chiếu mấy con công cho các bạn coi ha. Đây, có con công nè. À, bữa này nó không múa rồi ta. Con công không múa, nó múa làm sao? Có một con công hôm bữa là ảnh mua hai con mà bây giờ còn có một con à. Con kia nó lạc đâu mất tiêu rồi.